Trên một văn bản dài hàng trăm trang, sẽ có đôi lúc bạn sẽ tìm và thay thế những từ. Để thực hiện tìm từ và thay thế, bạn hãy chọn vào nhóm lệnh Home trên thanh thẻ lệnh. Tiếp theo, bạn hãy chọn vào lệnh File. Hộp thoại File and Relay hiển thị, bạn hãy chọn vào lớp Relay. Bạn hãy nhập vào từ cần tìm trong ô File Watch và từ cần thay thế trong ô Relay With. Tiếp theo, bạn hãy nhấn nút Relay để thực hiện việc tìm và thay thế. Nếu bạn muốn tự động tìm và thay thế tất cả các từ, bạn hãy chọn vào Relay On. Khi thay thế xong, Word sẽ hiển thị ra một hộp thoại thông báo cho bạn biết. Hãy nhấn vào nút OK để chấp nhận. Lúc này, khi nhìn trên trang văn bản, bạn sẽ thấy rằng những ký tự HR được thay thế bằng những từ hồ gia. Và công việc cuối cùng của bạn là hãy nhấn vào nút Close để đóng hộp thoại File and Relay.